Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ cổng nhôm đúc Buckingham thoáng. Thông thường thì những cái bộ cổng Buckingham ấy là có cái huỳnh phía bên dưới là đặc, nhưng mà cái bộ cổng này theo cái yêu cầu thiết kế của gia chủ muốn sự thông thoáng thì chúng tôi đã thiết kế là bên dưới là không làm cái huỳnh đặc như thông thường. Thì tôi sẽ quay lui vào để các bạn dễ hình dung. Về cơ bản thì cái bộ cổng nhôm đúc này cũng như các bộ cổng nhôm đúc khác. Thứ nhất là có phía trên là con sư tử, phía dưới là mũ vua. Cũng hai bên là hai cánh đại bàng và hai bên là hai cái phù điêu Buckingham. Phù điêu thì là gồm có một con ngựa và một con sư tử. Đây, tôi quay lui vào để các bạn dễ hình dung. Đấy, phía dưới thì là làm hoàn toàn bằng các thanh thoáng, tạo nên cái không gian giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài rất là thoáng. Hai con sư tử và ngựa thì được ngồi trên cái cành cọ, còn ở phía dưới là hai con ngựa khác, còn phía trên là một cái con sư tử quay mặt ngồi trên cái vương miện quay ra ngoài. Đây là một cái biểu tượng quyền lực của Hoàng gia Anh đã được chúng tôi lấy cái họa tiết đó để đem về thiết kế cho cái bộ cổng này. Đây là phần cái đôi cánh của đại bàng, các bạn có thể nhìn thấy hai bên. Và ở giữa thì được trang trí những con chim, ngọn cây, hoa thì rất là đẹp. Bộ Buckingham ấy thì theo cái thống kê của công ty nhôm đúc Nam Định thì nó phải chiếm đến tầm khoảng 60% số sản phẩm xuất ra của công ty là các cái bộ Buckingham. Thì Buckingham nó có rất là nhiều phiên bản. Đây là một phiên bản thoáng, còn những phiên bản đặc hay là đặc hoàn toàn thì đấy là những phiên bản khác nhau, rồi các cái đố khác nhau, hay là có một phiên bản nữa là phiên bản của Buckingham nhưng lại gồm hai con sư tử, một con đực và một con cái, chứ không sử dụng con ngựa. Thì đấy là tùy theo những cái yêu cầu thiết kế của gia chủ thì chúng tôi sẽ lên cái thiết kế và thi công theo ý tưởng của gia chủ kết hợp với bên đội ngũ thiết kế của công ty chúng tôi. Nếu các bạn có nhu cầu làm về cổng nhôm đúc thì hãy liên hệ với công ty nhôm đúc Nam Định theo số điện thoại là 0946 266 860. Chúng tôi sẽ lên thiết kế tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị và các bạn. Quý vị nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái mẫu thiết kế đẹp nhất của công ty chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn.